Cảm ơn. Cái gì mà khúc xạ ánh sáng nữa chờ Phật ơi, chờ có bác sĩ nào khúc xạ ánh sáng mà con hành con mắt màu xanh lè vậy luôn không? Sao con người bị mổ mà không có đầu vậy thầy hả? Trời ơi, chờ người ta mổ ruột thừa em ơi. Đâu phải mổ diêm sao nào đâu mà em đòi thấy cái đầu người ta. Trời ơi trời. Người ta mổ ruột thừa. Khổ mấy em quá à. Mổm chết à. Bác sĩ xanh con mắt là bác sĩ quốc tế mấy bạn. Rồi 7 điểm. Mệt mỏi quá à. Rồi vậy nha Hân. Cảm ơn Hân nha. Rồi tiếp theo. Thiết kế thời trang hả? Lâm Hải Vi lớp 8A2. Dễ thương ha, bằng dạy giấy cứng này rất là dễ thương nè ha. Trắng đen đi mãn như thế này rất là đẹp, các bạn đi rất là đẹp luôn ha. Chân mày lá liễu hả? Cái này chân mày rậm nha, chân mày tướng, người ta nói chân mày như thế này á, chân mày như thế này là một trong những con người sát gái này kia đó. Xinh ha, đẹp ha, tốt ha, xuất sắc ha. Ủa gì trượng điểm? Không, có ngon. Ừ. 7 điểm nhưng mà khi vô sổ là em còn 6 điểm nha Huy. Cảm ơn em đã nhắc thầy. Vì em tin Huy em đi trừ 1 điểm, cảm ơn em. Rồi đẹp ha, ok. Rồi chín thôi. Chín thôi chứ không có được 9.5 nữa. Chưa có đủ cái độ mà hệ thích. Thứ nhất á, về mảng bố cục nó là ổn, nhưng mà nó có một cái phần điểm là hòa sắc á mấy bạn. Hòa sắc là 3 điểm, nhưng mà ở đây mình chơi heo gam trắng đen thôi, cho nên là cái phần hòa sắc ấy mình không có được 3 điểm chọn được ha, cho nên là chín. Rõ ràng rành mạch nha. Rồi tiếp. Ước mơ táo bạo nè. Nè, tàn ước mơ không có màu không là hết, là mắc điểm quá trời quá đất luôn rồi gì nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop của thầy Dân nha. Cảm ơn các bạn thả tim nha. Rồi các bạn thấy cảm nhận bức này sao, cho ý kiến đi. Nhạc rock hả? Ừ. Thầy uống trà Thái Nguyên các bạn. Mỗi lần like á, là thầy uống một lần á, là một ca như thế này nè, chứ không phải là một tách trà nữa. Các bạn nào mà ở Thái Nguyên, ở Thanh Hóa này kia mà thấy thầy uống trà như thế này đừng có buồn thầy nha. Ừ, cái gu thầy uống một lần là một lít, chứ không phải là một ấm. Rồi giờ sao? Bây giờ tô rồi đánh gì là sao? Trời đất ơi, không được 9 năm đâu em. Không có hòa sắc là không có được mà full maximum điểm được. Bây giờ như thế này, cái bài này 9 điểm mà cái bài này thì không bằng, cho nên là bây giờ thầy cho cái bài này là 8 điểm thôi. Thứ nhất á, là về họa tiết nó ít hơn và nó to hơn, còn này là họa tiết nó nhiều hơn ha. Và bây giờ như thế này, trường hợp thầy cho bài này 8,5 điểm với điều kiện các bạn trả lời đúng câu đố của thầy, chơi không lẹ lẹ lên. Bây giờ thầy sẽ nói nha, rồi các bạn sẽ trả lời. Bạn nào bình luận đầu tiên là câu trả lời ok. Bây giờ thầy đố các em môn giáo dục công dân nha. Các bạn nào mà bị yếu môn giáo dục công dân đó thì né né ra nha. Rồi bắt đầu. A gọi B là bác, B gọi C là bà nội, C gọi D là bà ngoại, D gọi E là dì Út. Rồi ok, câu hỏi là vậy A gọi E là gì? Bằng gì? A gọi E bằng gì? Hả? Bằng gì? Ai? Từ từ. Bằng miệng hả? Chính xác. Chứ gì bằng gì? Không có miệng sao gọi. Trời ơi mấy em thật là thông minh. Chúc mừng em được 8,5 điểm. Trời ơi hay quá, hay quá. Lớp mình hôm nay thật là thông minh. Chú xíu thầy sẽ đăng ký tiết học tốt cho lớp của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop của thầy Dân nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ủng hộ đi rồi mai mốt quay số mở thưởng. Gì chờ? Ủa em vẽ tranh cho em bé tô màu hả? Hả em? Em vẽ tranh em bé tô màu hả anh Chi? Mấy bạn, nhà bạn nào có em bé lớp 1, lớp 2 không? Bây giờ mấy em cáp màn hình lợi xong rồi đúng không? Các em đi photo ra đi. Để cho các em bé bỏng thơ ngay. Mình tô màu đồ đó. Khổ mấy em ghê vậy đó. Quá khổ. Rồi bây giờ bức này á, không thể nào mà được 8 điểm nữa. Thứ nhất, ước mơ của em là cái gì? Em là ước mơ là thầy giáo mỹ thuật hay là ước mơ em mở phòng tranh? Em đâu? Ước mơ em là ai? Em là ai trong không gian này? Em thấy người ta vẽ không? Ước mơ là phải có người vô. Người vô. Ước mơ nè, người nè. Còn cái này là cái gì? Cái này là nó là bị lạc đề ha. Cái này là cái mảng là thiết kế nội thất.
Không có được nha. Cái này là đặt đề rồi. Ai nói gì vậy? Vụ gì tới vậy? Lạc đâu thầy ước mơ là nhà thiết kế nội thất. Em ước mơ luôn luôn phải vẽ chính bản thân mình trong cái cảnh đó. Ha. Ít nhất em phải vẽ cái phần lưng. Ha. Hình ảnh con người đó là đại diện cho mình. Còn cái này nó là một cái nhánh khác, cái không, cái này nghiêm túc không giỡn nha, cái nhánh khác của thiết kế. Người ta gọi á, còn về cảnh á, trong ký họa đó thì người ta gọi là cái góc cảnh ha, là ký họa vẽ lại một cái góc cảnh trong không gian nào đó. Thì bạn lựa không gian là cái góc nhà nó có bày trí như thế này ha, thì nó là ở mảng thiết kế nội thất hoặc là ký họa hay kiểu góc cảnh để lên chất liệu tranh. Ok. Rồi ok, còn đây là nhìn vô là biết bạn ước mơ là gì rồi đúng không? Ước mơ của bạn là kiến trúc sư đó. Dễ thương. Ok, đầy đủ, bạn vẽ trên giấy canh sông ha, là giấy chuyên dụng cho màu nước á các bạn. Canh sông lại dài luôn, chắc là loại 380g á. Ừ. Nè, rất là dễ thương, nhìn vô cái là đặc tả là cái chi tiết đường ha. Ước mơ làm chủ thầu hả? Ước mơ là giàu có. Mệt. Ước mơ là giàu có. Rồi ok, đầy đủ ba chi tiết nhắn nhá này kia ha. Rồi đầy đủ ý nghĩa sáng tạo có, hòa sắc có, đường nét có, bố cục có. Rồi 9 năm. Không có 10 được nha. Lớp này là phải chấm gác lên. Đây nè, ước mơ họa sĩ mà sao cô ơi, em có đi gọi em xà bông xinh xiêu á sẽ tài trợ cho cái mái tóc của mình. Thầy nghĩ là cái mái tóc của mình nó cần cái sự mềm mại hơn á em. Người ta có câu là những người họa sĩ thì có thể là thông cảm cho họ, vì sao? Vì họ suốt ngày họ sáng tác từ sáng cho tới khuya. Nhưng mà với cái việc mà đi tắm và gội đầu á thì ở đây là thầy không thông cảm được nha. Chứ gì nữa, quá hơi bớt rồi. Quá hơi bớt rồi, cực kỳ bớt luôn, có cò nha. Rồi ok. À, rất là dễ thương nha. Rất là hòa sắc cũng có, bố cục mảng miếng nè, cho mặt trời nhỏ lại em, mặt trời nhỏ lại xíu ha. Ok ha. Rồi được rồi, diễn đôi gì nữa. 9 điểm. Chờ từ từ đó thầy ghi điểm cái. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ giỏ hàng của thầy nha. Ủng hộ hàng của thầy Giang là luôn có quay số may mắn trúng thưởng. Luôn luôn có quà các kiểu. À quên, thầy nói này, các bạn thường hỏi thầy là cái kênh YouTube của thầy đó là kênh gì, là kênh giống TikTok nha. Cái tên đi chăng gì đó search vô là ra nha. Rồi cái đề thi vẽ cái đợt 1 á, ngày hôm qua thầy có phát động cho các bạn á, vẽ online đó. Thì cái đề của mình là vẽ địa danh nổi tiếng ở cái tỉnh của bạn đang sinh sống, ok chưa? Rồi, gỡ qua giá lồ cho thầy Nam quản lý của thầy Hoài Dân dùm với cái số này, ok. Hạn nộp á là cái ngày này, ok chưa? Ha, giải thưởng là tùy theo cái số bài gỡ á, mà thầy sẽ cơ cấu giải thưởng, thầy sẽ công bố trước đó một ngày để cho các bạn biết ha. Ok. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chào các bạn mới vào luôn. Đây, ước mơ làm ca sĩ, thấy ghê chưa? Chào em, chào các bạn. Ca sĩ nè, ai vậy? Em coi lỡ cái giải phẫu cái chân của mình. Cái đùi nó không thể nào mà nó dài kinh khủng như vậy được. Mà cái bắp chuối của mình nó có tí nị gì hả? Em bị chết. Em tên gì vậy? Phúc Đạt ơi. Đạt, bao nhiêu năm thầy dạy em? Ở lộn, bao nhiêu tháng trời thầy dạy em á Đạt? Thiệt sự thầy không có nhìn cái chân của em á. Thầy muốn nói một điều đó là thầy xin chia buồn dùng cái đôi chân của mình. Thứ hai nữa là khi mà mình hát á Đạt, mình đã tên Đạt rồi mà mình làm rẫy cây mít nó kỳ lắm Đạt ha. Cái phần đùi của mình mà nó dài như thế này á thì thầy khuyến cáo Đạt á là đừng có làm ca sĩ nữa mà em lại làm người mẫu đi thầy ơi. Ok, bây giờ bắt đầu. Tội nghiệp Đạt quá ha, Đạt chân dài nên làm người mẫu nha, đừng làm ca sĩ, khổ mấy em. Sao bữa nay mấy bạn hả tim cho thầy ít quá vợ. Giúp thầy coi sao bữa nay lo coi không vậy, ngộ ghê vậy đó. Rồi 7 năm ha, Đạt 7 năm là mừng lắm á. Rồi tiếp theo, ý, bạn chung ước mơ với, lộn, chung niềm đam mê với thầy nè, đánh cầu lông, badminton đồ đó, cộng 1 điểm cho em. Nguyễn Vĩnh Khang hả, Nguyễn Hoàng Nguyễn Khang rất là dễ thương, mà bạn vẽ bằng dường tả được rất là nhiều ha. Rồi đó các bạn, là năm cái vòng tròn ngũ sắc này là đại diện cho cái gì, ai trả lời đúng cộng cho Khang thêm nửa điểm nữa. Lẹ lên,
Em chào thầy. Thầy chào em. Đại diện cho Olympic đúng không? Năm châu lục. Chính xác. Đại diện cho năm châu lục. Ok. Em được cộng 1 điểm rưỡi nha em. Chúc mừng em. Em bài này thầy cho em 8 điểm. Chết. Được cộng điểm rưỡi dữ à? Là được 9,5 luôn hả? Trời ơi trời, em được 9,5 luôn hả? Em là ai vậy? Khang hả? Hên em tên là Khang chứ phải em tên là Huy, em bị trừ hết điểm rồi. Ê thầy cỡ cho mấy bạn nghe mắc cười lắm, bạn Thanh Nhã đó có coi like của thầy á thì nghe các bạn trong lớp mình đồn là khi mà vẽ mà thiếu cò thì sẽ bị trừ điểm. Thế là ước mơ của mình là giáo viên nhưng mà bạn nói chết rồi, bây giờ vẽ trong cái phòng giáo viên thì bây giờ vẽ con cò bằng cách nào? Thế là bạn vẽ cái khung tranh có con cò. Ok chưa? Chấp nhận chưa? Ok nha, cái này là hợp lý nha. Lớp xuất sắc nha. Ok ha. Không có gì để bàn cãi hết trơn á. Ừ, khổ mấy em. Toán lớp 8 A cộng B bình phương bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. A trừ B bình phương bằng A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Để hãy uống miếng nước một cái. Đọc xong cái tỉnh lại liền mệt mỏi. Trời ơi. Rồi ok, 9-5. Thanh Nhã lúc nào điểm cũng cao hết trơn á, thầy hơi bị buồn nha. Không có cớ nào để trừ được hết trơn á, tại vì sao? Bạn thủ trước hết trơn rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy đây. Minh Thiện, à Thiện tới công chuyện với tôi. Thiện em ke nét làm sao mà bây giờ cái lỗ mũi á thì nó bự như là ổ chú hề hả em? Rồi con mắt gì hả? Em ke nét gì hả? Rồi cái tóc người ta, cái ông tô cái màu gì hả? Ronaldo hả? Ồ cảm ơn các bạn ủng hộ giỏ hàng của thầy nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mấy bạn, bài này xứng đáng bao nhiêu điểm? Cục tay, cục chân luôn. Ấy, cục tay nhưng mà có chân nha. Ừ. 7 điểm là cao rồi á. Thầy ơi, đề như trên giấy đúng không? Đúng rồi em. Đề online là đề là vẽ địa danh nổi tiếng ở cái tỉnh của bạn sinh sống. Các bạn vẽ xong nhớ ký tên, ghi cái ngày sáng tác liền. Ok ha. Kích thước là từ A4 trở lên. Chất liệu tự do ha, phong cách vẽ tự do, minh họa cũng được, hội họa cũng được, đồ họa cũng được luôn, biếm họa, nhưng mà thường vẽ địa danh thì không có vẽ biếm họa đâu ha, biếm họa là thường châm biếm thôi mới vẽ, còn cái này thì thường các bạn vẽ theo kiểu tả thực á, nó sẽ đẹp hơn. Vậy ha, Minh Thiện này nhiêu điểm? 4.9 hả? Chính xác. Vì sao hả? Cái này là Messi phải không? Vì hôm bữa trời ơi trời Messi làm tôi thua 1 độ, trời tôi không có nói cho ai biết đâu nha, mấy em đừng có nói lớn nha. Ừ hôm bữa Messi á làm thầy á hả là vậy đó, khổ ghê chưa, cho nên là phải trừ điểm thôi, ước mơ là phải như vậy đó. Ê thầy không có nói gì trơn nha. Ừ, im nha. Nhỏ 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 ở Ronaldo hả? Ấy Ronaldo hả? Messi? Vậy là thầy nhìn lộn hả? Ấy siêu là Ronaldo hả? Vậy là thầy lỡ thầy ghi 4.9 rồi. Thầy nhớ, thầy lỡ hay nhìn lộn Messi rồi giờ sao? Thôi bây giờ lỡ rồi chịu đi ha. Ừ, thôi kệ, tại vì cái số em xui thôi. Kệ em đi, vừa lắm. Kệ nó đi, kệ đi. Ai biết dễ gắng chịu, kệ đi. Kệ, kệ, kệ nó. Không biết, tôi không biết chứ. Hồi nãy cái gì? Vừa qua là tôi quên hết rồi. Thầy bị tiêm 4-5 mũi mà. Ừ, Hậu Ngọc, Quỳnh Anh đó, 82. Ước mơ là bán cá. Rất là giản dị, coi thử coi. Ừ, giản dị. Ê, ôi ôi. Em vẽ con cá này, cái mỏ cỡ này là hỡi ơ luôn. Rồi cái mỏ này cũng nấu được tô canh chứ không ít đâu nha. Con cá chết nè, cái mắt cái dấu chéo này dễ thương ghê. Rồi, tiếp. Rất giản dị, chất phác như gì trời? Nhưng cũng đắt, rất là đẻ hả? À, để đọc lại cho nghe nè. Ước mơ là bán cá, rất là giản dị, chất phác nhưng cũng rất là đẹp đẽ, một người nên được mọi người lựa chọn. Đấy là ước mơ của ai chứ? Ước mơ của em là làm trùm mafia. Một câu chuyện hay là cảm lạnh, một ước mơ đến từ Bình Dương. Rồi ok nha, con cá của em là cá sạch 100% nha. Ở đây là đảm bảo chất lượng. Khoan đã, thầy bị an cái. Ở đây là đảm bảo chất lượng ha. Con cá của mình á, ngoài cái việc có nụ hôn em nồng cháy ra đó thì nó kèm thêm một cái bờ môi rất là đẹp đẽ nha. Ừ. Tiếp theo nữa, con cá này là cá đầu bếp hay là con cá đang nổi giận thì không biết. Thứ tư nữa là cái mang cá này kia nó rất là nhiều, cái vảy cá rất là to ha. Cho nên các bạn khi mua cá này về nhà ăn đó thì một là mắc xương, hai là cũng là
ăn vô rồi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thầy nghĩ ra là cá sạch. Vấn đề là cá sạch, nhưng mà cái vấn đề là sống ở trong môi trường nó có sạch hay không thì thầy không biết. Ok, rồi với ước mơ của em thật là giản dị. 9 điểm.